Chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Phương Linh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Các cậu tin được không? Với phương pháp speed reading mà mình vừa mới nghiên cứu được ấy thì mình đã gấp đôi cái tốc độ đọc của mình. Trời ạ, với một con người bình thường, một con người rất tầm thường mà có thể gấp đôi được tốc độ đọc. Nếu bạn không tin ấy thì phải xem hết cái video này đi nhá. Cá nhân mình ấy, cái kỹ năng cũng như cái tốc độ đọc của mình nó ở mức khá là trung bình và dưới trung bình. Thế nên là những cái kỹ năng mà mình nói trong cái video này là những cái kỹ năng mà ai cũng có thể làm được và ai cũng có thể thành công, bởi vì một người đọc rất bình thường như mình có thể làm được thì các bạn cũng sẽ làm được. Và dựa trên cái thử thách Slap Challenge ở trong cái video lần trước mình có đề cập ấy, thì trước khi bạn muốn xây dựng cái thói quen thì bạn cần phải learn, học hỏi về cái cách mà người ta đang làm cái thói quen đấy, đúng không? Chính vì thế mình đã dành cả một buổi tối để nghiên cứu 1 tỷ cái video trên YouTube để tìm ra những cái phương pháp speed reading khác nhau và để mình tìm xem là những người khác người ta đang làm thế nào để người ta tăng cái tốc độ đọc của người ta. Và sau đó mình đã lựa chọn ra những cái phương pháp mà mình cảm thấy phù hợp cũng như là thú vị nhất để trải nghiệm trong một buổi tối. Và sau đây sẽ là nhật ký của mình đọc một cuốn sách trong vòng 6 tiếng. Bây giờ là đã quá 3 giờ chiều, mình có gần 9 tiếng tính đến 12 giờ đêm kể cả thời gian ngủ nghỉ và tắm để có thể hoàn thành một cuốn sách mà mình đã chọn. Và người bạn đồng hành cùng với mình ngày hôm nay đó chính là một chiếc máy Kindle, một cốc trà và một cái bình nước. Và nếu các bạn đã sẵn sàng thì chúng mình hãy cùng 3 người bạn đồng hành này và mình bước vào cái thử thách này nhé. Thì cái bước đầu tiên mình làm đó chính là tính cái tốc độ đọc của mình ở thời điểm hiện tại, để sau cái quá trình này mình sẽ so sánh và đo lại một lần nữa để xem là cái tốc độ đọc của mình nó có tiến bộ hay không. Sau khi mình tính thì ước lượng cái tốc độ đọc hiện tại của mình là khoảng 255 từ trong vòng 1 phút. Và sau đây thì mình sẽ thử áp dụng tất cả những cái phương pháp mà mình đã học được để xem là liệu tốc độ của mình sau 9 tiếng đọc thì nó có tăng lên hay không nhá. Ok, bắt đầu nhá. Xin chào các bạn. Nhìn cái sự tả tựa này là các bạn cũng đã đủ hiểu. Thì mình đã vừa đọc được 50% của quyển sách này. Và hiện tại đang là 6:30, nghĩa là mình dành khoảng 3 tiếng rưỡi để đọc được hết nửa quyển này, nghĩa là mình cần 3 tiếng rưỡi nữa. Bây giờ mình sẽ đi ăn tối và tắm rửa một tí để nghỉ giải lao, rồi sau đấy mình sẽ quay lại và hoàn thành tiếp thử thách này. Xin chào tất cả các bạn, mình đã trở lại với một phiên bản sạch sẽ nhưng mà xấu xí hơn. Và người bạn đồng hành cùng với mình bây giờ vẫn là cái chú sách Kindle, nhưng không còn là cốc trà nữa mà là một cốc sinh tố to bự. Kiểu mình đọc xong một nửa quyển xong mình kiểu là tại sao tôi lại chọn cái thử thách này. Nhưng thôi, mình đã bắt đầu thì chúng mình hãy cùng vô. Xin chào các bạn lần thứ N. Thì bây giờ là 10:55. Thì mình đã đọc được 93% quyển sách. Thế nên là mình sẽ bắt đầu tính thời gian lại để xem là mình đã tiến bộ trong tốc độ đọc là bao nhiêu. Hết giờ. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tính xem là mình đọc được bao nhiêu chữ này. Và kết quả cực kỳ bất ngờ, đây chính là con số mà mình đã đọc được trong vòng 1 phút. Đấy chính là 523 từ trong vòng 1 phút. Nghĩa là nó gấp đôi cái số lượng trước đó. Thì sau đây sẽ là một số những cái phương pháp mình đã áp dụng để mình có thể tăng tốc độ đọc của mình. Phương pháp đầu tiên đó chính là dùng tay để đọc. Thì đây là một cái phương pháp mà trong tất cả hầu hết những cái video mà mình đã xem, người ta đều đề cập đến những cái phương pháp này. Nghĩa là bạn có thể dùng ngón tay của bạn hoặc là dùng một cái bút hoặc bất cứ cái vật nào đó để đi theo từng cái dòng chữ và chỉ dẫn mắt của bạn trong quá trình đọc. Thì để giải thích cho cái phương pháp này ấy, thì người ta cho rằng là mắt của bạn khi mà di chuyển ấy, nó sẽ không di chuyển theo một cái đường thẳng mà nó sẽ di chuyển theo kiểu là skip và nó sẽ chỉ tập trung vào một vài điểm nhất định. Nghĩa là như thế này này. Bây giờ bạn thử nhìn vào một cái bức tường trắng và bạn di mắt bạn theo cái bức tường trắng đấy thì bạn sẽ nhận ra ấy, là mắt bạn nó sẽ dừng tại một số điểm nhất định chứ nó không đi thẳng một đường như này đến cuối. Chính vì thế việc có một cái bút hoặc là cái ngón tay của bạn ấy nó sẽ giúp mắt bạn đưa theo một cái đường thẳng rất là smoothly, kiểu rất là uyển chuyển. Và nó sẽ tăng cái tốc độ đọc của bạn. Cái lý do thứ hai nó gọi là visual regression, nghĩa là khi mắt của bạn đọc ấy nó sẽ liên tục đọc lại những cái từ mà bạn đã đọc, ví dụ như có từ Hoàng Phương Linh chẳng hạn ấy thì nó sẽ kiểu là Hoàng Phương Linh thay vì là nó đọc là Hoàng Phương Linh một lần. Chính vì thế việc có cái bút ấy, thì mắt bạn nó sẽ tập trung đi theo đường của cái bút và nó tránh cái việc là mắt bạn nó cứ lảo đảo xung quanh cái chữ và nó sẽ tăng cái tốc độ đọc của bạn. Mình thấy khá là khoa học và logic, và đây cũng là một trong những cái phương pháp mà khiến mình đọc nhanh hơn hẳn cũng như là tập trung hơn trong cái quá trình mà mình đọc. Phương pháp
thứ hai đó chính là phương pháp đọc 1/3 dòng. Và đây là một cái phương pháp mình thấy khá là thú vị và nó thật sự có hiệu quả. Thì cái một cái thí nghiệm nhỏ nhỏ cho các bạn để các bạn hiểu được cái phương pháp này nhá. Thì các bạn nhìn thẳng vào mũi mình này. Các bạn chỉ nhìn vào mũi mình thôi nhá. Nếu ngón tay mình để ở đây thì các bạn cũng vẫn nhìn thấy ngón tay mình. Mà nếu ngón tay mình có để ở đây thì các bạn cũng vẫn nhìn thấy ngón tay mình. Bởi vì cái trường mắt nó giúp bạn có thể nhìn được nhiều hơn một điểm. Nghĩa là khi mắt bạn tập trung nhìn vào một điểm thì bạn vẫn có thể nhìn được những cái thứ xung quanh cái điểm mà bạn đang tập trung nhìn vào. Chính vì thế trong cái quá trình đọc ấy, nếu các bạn đọc từ cái chữ đầu tiên đến cái chữ cuối cùng thì cái trường mắt của bạn nó còn đọc cả hai cái lề nữa, mà chúng mình không thật sự cần phải biết cái lề nó nhìn nó đẹp như thế nào, đúng không? Chính vì thế cái lý thuyết của cái này là bạn hãy bỏ cái chữ đầu tiên và cái chữ cuối cùng trong dòng, bạn lùi vào một chữ và sau đấy bạn chỉ đọc bắt đầu từ cái vạch này đến vạch này. Thì nếu mà bạn có sách giấy thì bạn hoàn toàn có thể kẻ một đường vào như thế này, một đường vào như thế này, và mắt bạn sẽ chỉ đọc từ cái đường này đến cái đường này mà không đọc hai cái lề ở hai bên. Và dần dần khi bạn quen dần với cái phương pháp này thì bạn sẽ lùi cái lề của bạn vào sâu hơn nữa, và mục tiêu cuối cùng của bạn là chỉ đọc 1/3 dòng mà vẫn có thể nhìn được cả những cái chữ ở hai bên của cái cột đấy. Kiểu bạn chỉ cần đọc 1/3 dòng nhưng bạn vẫn hiểu được toàn bộ câu chuyện, những cái gì nó đang xảy ra. Cái phương pháp này thì các bạn cần phải luyện tập một chút, và kiểu lúc đầu ấy thì đừng kiểu đọc nhanh quá, cứ từ từ thôi để luyện tập cái phương pháp này này, rồi dần dần mình sẽ tăng tốc lên, cũng như là mình sẽ đọc ít chữ đi. Thì lúc đầu cứ bỏ 1-2 từ đầu thôi và sau đấy mình lùi dần và chỉ đọc 1/3 của cái dòng đấy. Mình đảm bảo nó rất là hiệu quả. Đây là một trong những cái phương pháp mà kiểu khi để bạn có thể tăng cái tốc độ đọc của bạn ấy, kiểu nó rất là thần kỳ, mình kiểu wow. Phương pháp thứ ba đó chính là nghe nhạc và nhai kẹo cao su. Cái này là dựa trên một cái lý thuyết gọi là subvocalization, nghĩa là khi mà bạn đọc ấy thì có rất nhiều người có cái thói quen là đọc ra mồm, hoặc ngay cả khi bạn không đọc ra mồm thì trong não bạn nó cũng sẽ có một cái tiếng nói thần kỳ bí ẩn nó ở trong đầu bạn. Hy vọng đó là tiếng bạn nhá, không phải tiếng thằng khác là sợ lắm ấy. Khi mà bạn cứ nói những cái từ mà bạn đang đọc hoặc là trong não bạn nó cứ vang lên cái tiếng đọc của bạn ấy thì nó sẽ giảm cái tốc độ đọc của bạn, bởi vì người ta cho rằng là khi bạn đọc như thế thì cái tốc độ đọc tối đa của bạn nó cũng sẽ chỉ bằng cái tốc độ nói tối đa của bạn, và bạn sẽ không thể nào mà đọc kiểu chu 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 được. Chính vì thế hai cái phương pháp mình đưa ra đó chính là nghe nhạc và nhai kẹo cao su sẽ giúp bạn giảm được cái subvocalization trong đầu bạn cũng như là trong miệng bạn. Và kiểu là thay vì nghe cái tiếng chim hót hay là tiếng một cái xe cứu hỏa ở ngoài đường thì việc có cái âm nhạc ấy nó sẽ giúp bạn tập trung với quá trình đọc của bạn hơn, cũng như là nó sẽ fill in, nó sẽ kiểu lấp đầy cái khoảng trống trong đầu bạn ấy, để nó sẽ lấn át đi cái giọng nói trong đầu bạn. Thì đối với cái phương pháp mà nhai kẹo cao su ấy thì nó sẽ giúp những cái người mà chuyên trị nói ra khi mà đọc ấy sẽ giảm được cái thói quen đấy, cũng như là khiến bạn tập trung vào cái việc nhai và việc đọc thay vì là cái việc nói trong đầu. Phương pháp thứ tư đó chính là phương pháp đọc nhiều. Đây là một cái điều rất là hiển nhiên, nhưng các bạn biết đấy, một khi cái gì đã hiển nhiên thì các bạn sẽ rất là thản nhiên. Chính vì thế mình vẫn phải đề cập đến cái phương pháp này, đó chính là bạn đọc càng nhiều thì bạn sẽ càng có thể nâng cao được cái kỹ năng bạn đọc, cái tốc độ mắt của bạn nó lướt theo trên trang giấy. Các bạn không cần phải chứng minh khoa học gì ở cái phương pháp này, bạn chỉ cần nhìn vào mình. Trong cái quá trình mà mình đọc 6 tiếng đồng hồ ấy thì cái nửa đầu của quyển sách mình dành 3 tiếng rưỡi để có thể hoàn thành nó, còn cái nửa sau của quyển sách mình chỉ dành 2 tiếng 45 phút, nghĩa là mình đã rút ngắn được 45 phút. Thế thì để cho các bạn chứng minh ấy là đọc nhiều thì các bạn sẽ đọc nhanh. Đấy là mình chỉ dành có 6 tiếng để thử nghiệm những cái phương pháp này. Bạn hãy tưởng tượng bạn làm những cái phương pháp này qua ngày, qua tháng, qua năm, qua thế kỷ, qua thập kỷ, qua thiên niên kỷ, thì cái kỹ năng của bạn nó sẽ kiểu rất là thần đồng, kiểu như một cơn lốc xoáy. Phần tiếp theo của cái video này thì mình sẽ nói cho các bạn cái phương pháp để mình có thể đọc được một quyển sách trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Thì ở phần này mình sẽ nêu ra một số những cái phương pháp để tăng cái sự bền bỉ của bạn trong quá trình đọc sách mà bạn không cảm thấy mệt mỏi cũng như là buồn ngủ. Cái điều lưu ý thứ nhất đó chính là cái tư thế ngồi của bạn. Bạn phải tìm ra một cái tư thế nào mà cảm thấy thật sự thoải mái. Theo những cái video mà mình nghiên cứu ấy thì cái tư thế ngồi ngửa mặt và đưa sách lên cao như thế này sẽ là một cái tư thế mà giúp bạn có nhiều nguồn không khí, có nhiều oxy vào trong phổi hơn, và nó sẽ giúp bạn tỉnh táo trong quá trình đọc cũng như là cảm thấy kiểu có nhiều năng lượng hơn. Còn khi bạn ngồi như này ấy, thì nó sẽ gây bạn mỏi cổ, mỏi vai, và nó sẽ là một cái tư thế tù, khiến bạn sẽ cảm thấy khó thở hơn so với cái tư thế như thế này. Thì mình đã thử nghiệm và thật sự là tư thế này nó giúp mình kiểu tập trung cũng như là thoải mái hơn trong quá trình đọc rất nhiều. Lưu ý thứ hai đó chính là bạn cần phải trải nghiệm để tìm ra một cái chỗ ngồi và vị trí ngồi đọc sách phù hợp với bản thân mình. Những cái điều này nó rất là hiển nhiên nhưng thật sự là nó rất có tầm ảnh hưởng đến cái quá trình đọc sách của bạn. Bởi vì lúc đầu mình ngồi ở đây này và mình đọc ấy, trước cái cửa sổ ấy, thì mình cảm thấy rất là buồn ngủ, mệt và kiểu mắt mình nó rất là mỏi. Nhưng sau khi đó mình ra cái bãi chiến trường của mình, cái tổ ấm bồng bềnh của mình phía sau lưng ấy, và mình ngồi trên giường ấy thì mình cảm thấy rất là thoải mái và mình đọc kiểu chiu 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 và xong. Nên là bạn cần phải thử nghiệm tất cả những vị trí trong nhà của bạn, chỗ nào có thì bạn thử, cả vào nhà vệ sinh mà bạn đọc tốt ấy thì cũng không sao, không ai đánh giá. Lưu ý thứ ba đó chính là hãy tắt điện thoại và vứt điện thoại ở một chỗ và cách xa xã hội. Thôi cái này quá là hiển nhiên, mình không giải thích gì thêm.
dễ hiểu. Cái lưu ý thứ tư mình dành cho bạn đó chính là hãy chia nhỏ cái quyển sách của bạn thành những cái phần nhỏ. Thì dựa những cái phần nhỏ đấy, bạn hãy có những cái gọi là book break. Ví dụ như bản thân mình thì sau mỗi lần mình đọc được 10% của cái quyển sách thì mình sẽ đứng lên và kiểu nghỉ giải lao một chút trong vòng 1 phút, 5 phút gì đấy. Và sau 50% của quyển sách thì mình sẽ đứng lên và có một cái break rất là dài, khoảng 1 tiếng rưỡi gì đấy để cho não mình nó được nghỉ. Thì đấy là những cái lưu ý để bạn có thể đọc sách trong một cái khoảng thời gian dài. Và phần cuối cái video này thì mình sẽ ngồi đây và phân tích với các bạn là tại sao các bạn nên đọc một quyển sách liền tù tí trong vòng 6 tiếng và tại sao bạn nên tham gia cái thử thách này. Thì cái lợi ích đầu tiên của cái việc là đọc sách trong vòng 6 tiếng là bạn có thể đọc được rất nhiều sách trong cuộc đời của bạn. Bởi vì bạn tưởng tượng bây giờ mỗi quyển sách bạn cứ kiểu kéo dài, mỗi tuần bạn đọc mãi không xong một quyển sách bạn mất 1 tháng. Thì nghĩa là 1 năm bạn đọc được cùng lắm là 12 quyển. Nhưng khi mà bạn có 2 ngày nghỉ trong tuần và 2 ngày đấy bạn chỉ tập trung ngồi để hoàn thành một quyển sách nào đấy thì nghĩa là 1 tuần bạn hoàn thành được 2 quyển sách vào 1 năm. Con số đó sẽ là 104 quyển sách. Wow, kiểu mình không biết là mình có làm được không, nhưng đấy, các bạn nhìn thấy một cái tương lai sáng lạn của các bạn trở thành một tương lai một sách, một tương lai của một nhà tri thức và một nhà tỷ phú. Cái lợi ích thứ hai của cái thử thách cũng như cái thói quen này đó chính là bạn có thể nhớ được nhiều hơn. Rất là bất ngờ, kiểu bạn sẽ tưởng là khi mà đọc liên tục như thế thì bạn đang nhồi nhét thông tin vào đầu, nhưng thực chất là não bạn sẽ rất tập trung với quyển sách này và cả cái ngày hôm đấy bạn chỉ suy nghĩ về quyển sách đấy và nó sẽ ăn vào đầu bạn nó dễ dàng hơn. Và đặc biệt ý là khi mà bạn đọc liền tù tì trong vòng một ngày, bạn sẽ hiểu được cái bố cục, nghĩa là cái chương này bạn vẫn còn nhớ, bạn đọc sang chương sau, khi chương sau nó bảo là ở chương trước tôi đề cập cái này thì bạn vẫn nhớ là chương trước nó nói cái gì. Vì mình đã gặp rất nhiều cái trường hợp ý, là mình đọc sách ý, giữa các ngày ý, kiểu ngày hôm sau mình đọc một cái chương mới xong nó kiểu là ở chương 2 tôi đã đề cập vấn đề này, xong mình kiểu ồ mình đọc chương 2 rồi à, cái vấn đề này hình như nó ở trong mơ chứ kiểu mình đã đọc đâu. Và thế là kiểu cái quá trình đọc sách của bạn nó không thật sự hiệu quả bởi vì bạn quên dần dần những cái thông tin phía trước của cái quyển sách. Thì đó là tất cả những cái phương pháp spirit của mình, và đây là một cái trải nghiệm mà mình thật sự nghĩ là ai cũng nên thử, tại vì là nó sẽ thật sự giúp bạn hiểu được những cái phương pháp đọc sách phù hợp với bạn, và nó sẽ kiểu giúp bạn hoàn thành được một cái quyển sách yêu thích của bạn ngập ngay lập tức trong vòng một ngày. Và sau khi bạn hoàn thành được cái thử thách này thì bạn sẽ cảm thấy là cái việc đọc của bạn nó rất là dễ dàng và dễ dàng hơn rất rất là nhiều. Và nếu các bạn thích những cái phương pháp mà mình chia sẻ trong cái video này thì nhớ ấn like, ủng hộ mình và đồng thời cũng share để cho nhiều người biết hơn về cái phương pháp này nhé. Và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!